Rồi, vậy mình giải luôn nha mọi người, giải cho nó nhớ lại thôi nha mọi người. Rồi, câu A nè, chứng minh chứng minh tứ giác B F E C nội tiếp đường đường tròn. Thì thứ nhất là đọc lại đề nè, cho tam giác A B C nội tiếp đường đường tròn tâm tâm O. Đường AD là đường cao, BE là đường cao, CF là đường cao cắt nhau tại tại h e f cắt b c tại tại k chứng minh b f e c nội tiếp đường tròn thì các bạn nhìn ngay là các bạn sẽ thấy rồi đúng không ạ à? đó chính là hai góc bằng nhau hai góc bằng nhau cùng nhìn một cạnh b b c vậy ta xét tứ giác xét tử tứ giác b f e c ta ta có thứ nhất đó là gì ạ à? đó là BFC BFC bằng 90 độ đây là giả thuyết còn không thì các bạn phải ghi CF là đường đường cao và BEC BEC bằng 90 độ giả thuyết còn không các bạn phải ghi là BE là đường đường cao được chưa suy ra các bạn cẩn thận nè hai góc này cùng nhìn một cạnh nha chứ mấy bạn coi chừng các bạn lại ghi nhầm là hai góc này cộng lại bằng 180 là sai đó vậy suy ra BFC bằng BEC vậy suy ra suy ra tứ giác BFEC nội tiếp đường đường tròn lý do là gì à? tứ giác có hai đỉnh hai đỉnh gì à hai đỉnh hai đỉnh kề nhau hai đỉnh hai đỉnh liên tiếp bằng nhau cùng nhìn một một cạnh các bạn tự viết lờ văn vào nghe mọi người ok mọi người ơi mọi người ơi mọi người cố gắng like share chia sẻ tác bạn bè vào đây giúp lỡ nha mọi người bác đúng rồi bác bằng BEC bằng 90 độ hai đỉnh kề nhau cùng nhìn một cạnh dưới một góc không đổi đúng rồi đó bạn khửa ơi bạn khửa ơi bạn nào yêu quý lợi thì cố gắng like, share, hình nhìn gói quá Đúng rồi, tại là dẻ trước câu C luôn đó Rồi, tiếp tục nè mọi người Tiếp tục nha mọi người, cố gắng tập trung giúp lợi nha Rồi, câu câu A phải Đó là chứng minh KE nhân KF bằng KB nhân KC Các bạn thấy KF không ạ? À? Nhân KE mà Bằng KB nhân KC khi các bạn gặp cái tích này bằng cái tích này thì các bạn nghĩ ngay trong đầu đó là hai tam giác đồng đồng dạng vậy các bạn bắt cặp nè đây với đây vậy là k e b k e b được luôn k f c k f c vẫn được nha hoặc các bạn không thích đó thì các bạn bắt cặp thằng này với thằng này đó là k k e c k e c và tam giác k b f k b f được chưa à? vậy ta xét hai tam giác đó xét hai tam giác k e c và tam giác k b f thì ta ta có nè thứ nhất góc k là góc chung các bạn nhìn kỹ chưa à? k e c k b f góc k là góc góc chung nhưng các bạn cố gắng viết ba chữ giúp lợi tùy vào giáo viên của mình nha mọi người đó ghi ba chữ giúp lợi b k f góc góc trùng và tiếp tục k f b bằng k c e góc này bằng góc này bởi vì tứ giác này là như thế nào à nội tiếp đường tròn góc ngoài bằng góc đối đổi trong vậy là ta có k f B xin lỗi nha các bạn cố gắng các bạn phải viết cái góc của tam giác này trước nè đó mình các bạn viết cái góc này trước đó là K C E K C E và bằng với lại K F B K F B đó. lý do tứ giác gì đó nội tiếp tưởng đường tròn suy ra K C E K, C, E Đồng dạng với tam giác K, F, B Tam giác K, F, B Trường hợp góc góc Sau đó các bạn đánh số 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 chân 1, 2 Vậy suy ra K, C chân K, F Bằng 1, 3 chân 1, 3 Đó là K, E chân K, B bằng 23 trên 23 CE trên FB Đây là tỷ số đồng đồng dạng Sau đó các bạn nhìn vào dữ liệu của đề bài Các bạn chọn những cái cạnh nào Đó Tương ứng với cái đề bài Vậy ta suy suy ra KC phần KF bằng KE nhân KB Sau đó các bạn chỉ cần nhân nhân chéo đó nhân chéo vậy là k e nhân k f bạn k b nhân k KC c đều phải chứng đều phải chứng chứng minh ok mọi người mọi người mọi người rảnh tay hãy like share chia sẻ táp bạn bè